Ừ, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay sau khi thì mình có đi thi bằng lái xe mà phần thi lý thuyết ở tiểu bang Washington á, thì mình đã học theo cái bộ đề thi này và thấy nó là hữu ích. Do đó là mình quyết định là sẽ làm cái clip này và những cái clip tiếp theo để chia sẻ lại cái bộ đề thi mà mình đã học. Và mỗi bộ đề thi thì mình sẽ làm có 40 câu hỏi, và trong kỳ thi lý thuyết giống như cái kỳ thi lý thuyết đấy thì các bạn cần làm đúng 80% đề thi, nghĩa là phải đúng 32 câu trả lời trên 40 câu. Thì mình sẽ đọc đề thi và các đáp án bằng tiếng Việt. Do đó là nếu mà các bạn bận mà các bạn không xem được trên màn hình thì các bạn cũng có thể vừa bật YouTube vừa nghe, vừa nấu cơm hay làm việc gì đó thì các bạn vẫn có thể học được. Và thôi dài dòng vậy thôi, bây giờ mình bắt đầu với cái bộ đề thi số 1 rồi. Câu thứ nhất là ý nghĩa của mũi tên trên giao lộ. A. Hiển thị những làn đường bạn phải sử dụng. B. Chỉ ra làn đường dành riêng. C. Chỉ ra rằng bạn không thể vượt hoặc thay đổi làn đường. D. Chỉ ra làn đường HOV. HOV là cái xe chuyên chở nhiều khách nha các bạn. Rồi. Thì câu trả lời là A. Hiển thị những làn đường bạn phải sử dụng. Câu số 2, biển báo này cảnh báo người lái xe về. A. Có ổ gà trên đường, người lái xe sẵn sàng dừng lại nếu ổ gà đầy nước. B. Có cầu phía trước, chiều rộng đủ cho hai làn xe lưu thông nhưng ít khoảng trống. C. Đường hẹp phía trước. D. Số làn đường bị giảm. Đáp án ở đây là B. Có cầu phía trước và chiều rộng đủ cho hai làn xe lưu thông nhưng mà khoảng trống hẹp. Câu thứ ba, điểm mù xung quanh xe tải lớn thì so với những điểm mù xung quanh một xe hơi. A. Ít nguy hiểm hơn. B. Tối hơn. C. Hẹp hơn và ngắn hơn. D. Lớn hơn và rộng hơn. Đáp án là câu D. Điểm mù xung quanh xe tải thì lớn hơn và rộng hơn so với những điểm mù xung quanh một xe hơi. Câu số 4. Đa số các biển báo được sử dụng trong khu vực đường phố là A. Hình tròn. B. Biển báo theo quy định. C. Hình chữ nhật. D. Hình kim cương. Câu trả lời đúng là D. Hình kim cương. Câu số 5. Ý nghĩa của biển báo giao thông màu cam là gì? A. Cảnh báo về trường học, người đi bộ và đi xe đạp. B. Nhường đường. C. Dừng lại, không được đi vào hoặc đi sai đường. D. Cảnh báo xây dựng và bảo trì. Câu này đáp án đúng là D. Cảnh báo xây dựng và bảo trì. Đó là ý nghĩa của biển báo giao thông màu cam. Câu số 6. Biển báo nào có chữ màu đen trên nền màu trắng? A. Dấu hiệu quy định. B. Là biển báo cảnh báo. C. Là biển báo hướng dẫn. D. Là biển cáo cảnh báo. Câu trả lời này là A, dấu hiệu quy định hình chữ nhật dọc nha các bạn. Câu số 7, biển báo bên có ý nghĩa là A, biển báo hướng dẫn. B, biển báo cảnh báo. C, dấu hiệu quy định. D, dấu hiệu giảm tốc độ. Câu trả lời là C, dấu hiệu quy định là cái hình chữ nhật theo chiều dọc.
Ý nghĩa của hình kế bên. A. Được sử dụng để tư vấn cho người lái xe về tốc độ đường dốc thích hợp tại điểm thoát đường cao tốc. B. Là một biển báo cảnh báo. C. Thể hiện tốc độ cao nhất mà các tài xế có thể đi ở lối ra của giao lộ. D. Cho biết tốc độ đường dốc tối thiểu tại điểm thoát đường cao tốc. Đáp án của câu này là câu A. Được sử dụng để tư vấn cho người lái xe về tốc độ đường dốc thích hợp tại điểm thoát đường cao tốc, hay gọi là cái exit, gọi là điểm thoát hoặc là cái lối thoát nha các bạn. Câu số 9. Bạn nên làm gì nếu tầm nhìn của bạn qua kính chắn gió bị chặn? A. Mở cửa sổ bên để bạn có thể nhìn thấy. B. Kéo xe của bạn ra khỏi đường và đầu xe. C. Bật đèn xe khẩn cấp. D. Tất cả những câu trên. Đáp án là câu D, tất cả những điều trên. Câu số 10. Điều đầu tiên bạn nên làm nếu bánh xe của bạn di chuyển khỏi mặt đường là gì? A. Kéo sang bên phải và bấm còi để cảnh báo những người lái xe khác. B. Kéo tay lái lại. C. Giảm chân ga và phanh từ từ. D. Cố gắng đạp chân ga để tăng áp suất. Thì trong cái trường hợp này, điều đầu tiên bạn nên làm nếu bánh xe của bạn di chuyển khỏi mặt đường là giảm chân ga và phanh từ từ nha các bạn. Câu số 11. Để tránh trở thành người lái xe kiếm nhạ, bạn nên cho A. Cho phép đủ thời gian di chuyển đến đích theo lịch trình. Câu B. Điều chỉnh lịch trình lái xe để lưu thông trên nhiều đường cao tốc nhất. C. Nghe nhạc rock nặng. Câu D. Không có cái nào ở trên. Thì ở đây là câu A là cho phép đủ thời gian di chuyển đến đích theo lịch trình, nghĩa là khi mình đi mà cái thời gian mình không có đủ thì mình thường đi vội, nên là có thể là gây ảnh hưởng đến những người khác tham gia giao thông và đến ảnh hưởng đến chính mình nha các bạn. Câu số 12, bạn nên làm gì nếu bánh sau của bạn bắt đầu trượt? Câu A, chuyển sang trái nếu bánh sau trượt sang phải. B, nếu xe có hệ thống chống bó phanh, hãy đạp bàn đạp cẩn thận. Bỏ chân, câu C là bỏ chân khỏi chân ga và chuyển sang bình thường. Câu D, tay xoay tay lái theo hướng chiếc xe đang cố gắng đi. Câu trả lời là câu D. Thì lúc mà bánh xe của bạn bắt đầu bị trượt bánh xe sau thì bạn nên xoay tay lái theo hướng chiếc xe đang cố gắng đi. Câu số 13, bạn đi cùng một nhóm bạn đến một sự kiện và bạn dự định sẽ uống vài ly. Thì lúc đó bạn nên A. Là ngừng uống vài phút trước khi bạn có ý định rời đi. B. Sắp xếp lái xe về nhà với một người bạn không uống. Câu C, tránh uống xen kẽ giữa đồ uống có rượu và đồ uống không có rượu. Câu D, làm cho rượu trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Thì câu này là rõ ràng rồi, thì mình khi lúc mà uống rượu thì sẽ không được lái xe, cho nên là câu đáp án sẽ là câu B. Thì lúc đó ta phải sắp xếp người lái xe về nhà với một người bạn không uống. Câu số 14, hai người đi xe máy được phép đi xe cạnh nhau trong một làn đường duy nhất. B. Chia sẻ làn đường với một chiếc xe khác. C. Vượt quá giới hạn tốc độ cho phép khi lái xe trên đường cao tốc. D. Là đua xe trên những con đường vắng. Thì ở đây là câu này là câu A. Đi hai người đi xe máy thì được phép đi cạnh xe cạnh nhau trong một làn đường duy nhất. Câu số 15, hình bát giác được sử dụng. A. Cho các biển báo dừng lại và các biển báo cảnh báo phía trước có đường sắt. Câu B. Dành riêng cho biển báo dừng lại. Câu C. Cho các biển báo nhường đường. Câu D.
để cảnh báo người lái xe về các mối nguy hiểm hiện có hoặc có thể có trên đường? Đáp án là câu B. Hình bát giác được sử dụng để dành riêng cho biển báo dừng lại. Câu số 16. Không giống như xe khách, xe tải có điểm mù. A là dành riêng cho người mù, B trực tiếp phía sau, C phía bên phải, câu D là ở phía trước. Đáp án ở đây là từ phía sau. Câu số 17. Trên đường trơn trượt, người lái xe nên A giảm khoảng cách phản ứng, B đi đến một điểm dừng hoàn toàn, C chừa lại nhiều không gian phía trước xe, câu D tăng tốc độ để tránh trượt không kiểm soát. Câu này là câu C, chừa lại nhiều không gian phía trước xe khi mà đi trên đường trơn trượt. Câu số 18. Hình này thể hiện biển báo. A là quay xe gấp, B không được phép rẽ trái, C không rẽ xe gấp. Câu D là không được quay đầu xe, thì ở đây là không được quay đầu xe vì ta thấy có cái thể hiện cái biển báo trên này là cấm quay đầu xe, U-turn. Câu số 19. Nếu bạn thấy đèn đỏ cạnh nhau nhấp nháy ở ngã tư đường sắt thì bạn phải A là duy trì tốc độ hiện tại của bạn và băng qua đường sắt, B chạy chậm lại và đi thật cẩn thận, C dừng lại, D rẽ trái sau khi băng qua đường sắt. Thì đáp án đó là phải dừng lại hoàn toàn. Câu số 20. Phương pháp hiệu quả duy nhất để giảm nồng độ cồn trong máu là A ăn trước hoặc trong khi uống, B không uống trong một khoảng thời gian, C là uống cà phê, D là tập thể dục. Đây là không uống trong một khoảng thời gian. Câu số 21. Khi gặp một chiếc xe có đèn pha chói mắt thì bạn nên A sử dụng đèn flash khẩn cấp để cảnh báo cho người lái xe khác, B nhìn về phía bên trái của con đường, C nhìn về phía bên phải của con đường, D là làm mờ đèn của bạn sau đó tăng tốc và vượt qua nhanh chóng. Câu này là câu C rồi. Khi mà có đèn chiếu về thẳng trực diện vào phía mắt mình để tránh chói mắt thì ta nên nhìn về phía bên phải của con đường. Câu số 22. Biển báo dừng 4 chiều nghĩa là phương tiện giao thông từ tất cả 4 hướng phải dừng lại. Câu A. Rồi sang câu B. Nếu hai phương tiện đến ngã tư cùng một lúc, người lái xe bên trái nhường đường cho người lái xe bên phải. Câu C. Có 4 biển báo dừng ở ngã tư này. Và câu D là tất cả những điều trên. Thì câu này là câu D, tất cả những điều trên. Câu số 23. Trong các tình huống nào sau đây, người điều khiển xe nên tăng khoảng trống? A là trên đường trơn trượt, B khi đi theo các phương tiện yêu cầu dừng lại tại giao lộ với đường sắt, C khi khó nhìn về phía trước vì thời tiết xấu, câu D là tất cả những điều trên. Này là trong các tất cả các tình huống này thì người điều khiển nên tăng khoảng trống. Câu số 24. Biển báo này có nghĩa là không được đi vào nếu xe của bạn cao hơn chiều cao được liệt kê trên biển báo. Câu B. Không có khu vực được phép vượt phía trước. Câu C. Cầu hẹp phía trước, hãy lái xe chậm lại và thận trọng. Câu D. Không có cái nào ở trên. Đáp án là câu A. Đây là cái biển báo quy định về chiều cao, nên là khi thấy cái biển báo này thì không được đi vào nếu xe của bạn cao hơn cái chiều cao được ghi trên biển báo. Câu số 25. Biển báo đường quy định này chỉ ra rằng A. Xe chạy chậm hơn trên đường cao tốc có nhiều làn đường phải đi trong làn đường bên phải. Câu B. Làn đường bên phải được dành riêng cho xe buýt và xe hơi chở nhiều người. Câu C. Xe chạy chậm phải giữ làn đường bên trái. Câu D. Xe giảm tốc độ và đi đúng làn đường. Câu này là câu A. Trên cái đường cao tốc thì xe chạy chậm hơn
có nhiều làn đường phải đi trong làn đường thì ta phải đi trong làn đường bên phải dành cho xe đi chậm nha. Câu số 26. Biển báo cái bên này thể hiện A là dịch vụ điện thoại phía trước, B đường dây khẩn cấp có sẵn, C không sử dụng điện thoại của bạn trong khi lái xe, và câu D cửa hàng điện thoại di động phía trước. Câu trả lời là câu A, cái này là biển báo về dịch vụ điện thoại. Câu số 27, khi lái xe trên đường có hai làn đường đi ngược chiều nhau thì câu A, bạn nên sử dụng làn đường bên trái trừ khi vượt xe hợp pháp. Câu B, bạn có thể sử dụng làn đường bên trái nếu bạn rẽ trái. Câu C, bạn nên sử dụng làn đường bên phải trừ khi bạn vượt xe hợp pháp. Câu D, bạn có thể lái xe ở một trong hai làn đường. Đáp án đó là câu C, bạn nên sử dụng làn đường bên phải trừ trong trường hợp là bạn vượt xe một cách hợp pháp. Câu 28, đo tốc độ của xe máy có thể khó khăn hơn vì A, xe máy đi chậm hơn ô tô, B, xe máy thường chạy chậm bằng cách giảm tốc độ, câu C, nhiều người đi xe máy không bật đèn phanh, câu D, họ chiếm ít tầm nhìn của bạn. Thì câu này chắc chắn là câu D rồi, vì xe máy nó nhỏ và chiếm ít tầm nhìn nên là đo tốc độ của xe máy có thể là khó khăn hơn. Câu số 29, người lái xe cần cảnh giác hơn cho người đi xe máy, xe đạp và người đi bộ, tại sao? A, họ luôn có quyền ưu tiên. B, họ tuân thủ luật giao thông cụ thể. C, họ không có gương chiếu hậu. D, là rất khó nhìn thấy họ trong khi đang lưu thông. Này là câu D, vì rất khó nhìn thấy họ trong khi đang lưu thông. Câu số 30, biển báo bên này có ý nghĩa. A, có đèn tín hiệu giao thông phía trước. B, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. C, không có đèn tín hiệu giao thông phía trước. D, có ngã tư ở phía trước. Thì cái biển báo này nó là biển báo báo hiệu là có đèn tín hiệu giao thông phía trước. Đáp án là câu A. Câu số 31, cách tốt nhất để đối phó với người bám sát đuôi xe là A, bỏ qua chúng hoàn toàn. B, đặt phanh của bạn để làm cho chúng thụt lùi lại. Câu C, tăng tốc để tăng không gian giữa bạn và người bám sát đuôi xe này. Câu D, chạy chậm lại để khuyến khích các xe bám đuôi vượt qua. Câu này đó là câu D. Chúng ta chạy chậm lại để khuyến khích các cái xe bám sau đuôi mình, họ vượt qua xe mình. Câu số 32. Khi hiển thị thông báo đường đóng, người lái xe phải A, tìm đường vòng hoặc tuyến đường khác. B, dừng lại hoàn toàn và chờ đèn chuyển sang màu xanh. C, là quay đầu xe. Và D, bỏ qua hiển thị và tiếp tục di chuyển về phía trước. Câu trả lời là câu A. Thì khi mà có cái hiển thị thông báo là đường đóng thì tìm đường vòng hoặc là tuyến đường khác. Câu số 33. Khi nhìn thấy biển báo này, người lái xe nên A, lái xe cẩn thận vì con vật có hình trên biển báo là cực kỳ quý hiếm trong khu vực. B, đậu xe trong khu vực sở thú. C, đứng chờ cho loài này băng qua đường. Và câu D, sẵn sàng tung vào một con tuần lộc. Câu này là câu C. Câu số 34, nhiệt độ bên trong của một chiếc xe có thể tăng bao nhiêu độ trong vòng bao nhiêu phút đầu tiên mà không có thông gió? A 20, 30, B 20, 10, C 5, 30, D 10, 20. Câu đáp án đúng này là câu B. Nhiệt độ bên trong của một chiếc xe có thể tăng gần 20 độ trong vòng 10 phút đầu tiên nếu như không có thông gió. Câu số 35, khi đậu xe trên đường công cộng, người lái xe nên A, di chuyển càng xa giao lộ càng tốt.
B. Đậu xe càng xa lề đường càng tốt. C. Luôn luôn đậu xe bên trái đường. D. Tất cả những điều trên. Câu đáp án là câu A. Đó, khi đậu xe trên đường giao thông công cộng thì người lái xe nên di chuyển càng xa giao lộ càng tốt. Câu số 36. Khi vào đường cao tốc từ đường riêng, người lái xe nên A. Bật đèn flash khẩn cấp để cảnh báo những người lái xe khác. B. Nhường đường cho tất cả các phương tiện đang đi trên đường. C. Chỉ nhường đường cho chiếc xe bên phải. Và câu D. Chỉ nhường đường cho chiếc xe bên trái. Câu này đáp án là câu B. Nhường đường cho tất cả các phương tiện trên đường khi mà tham gia vào đường cao tốc từ đường riêng. Câu số 37. Biển báo giao thông màu đỏ có nghĩa là gì? A. Cảnh báo thi công. B. Dừng lại. C. Khu vực giao với đường sắt. D. Cảnh báo bảo trì. Thì cái biển báo giao thông màu đỏ thì có nghĩa là dừng lại, stop. Câu số 38. Bạn đang lái xe trên đường cao tốc chia 4 làn. Hai phương tiện đang lái xe cạnh nhau và bạn đang vội thì bạn nên A. Lái xe theo sát phía sau phương tiện trong làn đường bên phải. Câu B. Lái xe theo sát phía sau phương tiện thay đổi làn đường thường xuyên. Câu D. Lái xe theo sát phía sau phương tiện ở làn bên trái và nháy đèn pha. D. Lái xe trong bất kỳ làn đường với ít nhất một khoảng thời gian 2 giây sau xe phía trước. Câu này là câu D nhé. Khi bạn đang lái xe trên đường cao tốc chia 4 làn, hai phương tiện đang lái xe cạnh nhau và bạn đang vội thì bạn nên lái xe trong bất kỳ làn đường nào với ít nhất một khoảng thời gian 2 giây sau xe phía trước. Câu số 39. Một chiếc xe lớn đang lùi để dỡ hàng hóa thì bạn nên A. Lái xe vào một trong những điểm mù và chờ đợi. B. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi cho đến khi chiếc xe lớn hoàn thành việc tháo gỡ. C. Cố gắng vượt qua từ phía sau. Và câu D. Không có cái nào ở trên. Đáp án là câu của B. Thì khi mà có xe lớn đang lùi để dỡ hàng hóa thì bạn hãy kiên nhẫn và đợi cho đến khi chiếc xe lớn hoàn thành việc tháo gỡ. Câu số 40. Biển báo giao thông màu đỏ có nghĩa là gì? A. Là dừng lại. B. Không được đi vào. C là nhầm đường. D tất cả những điều trên thì ta thấy là những cái biển báo này là đều có màu đỏ hết. Thì đáp án là câu D tất cả những điều trên. Giờ các bạn thử tính mình đúng bao nhiêu câu nha. Xong rồi nếu mà được nhưng các bạn mà đúng được từ 32 câu trở lên thì là chúc mừng các bạn và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp các bạn ở bộ đề số 2 nha, và nhớ like và subscribe ủng hộ mình nhé.